đi. Thì nói chung là quay clip rồi cũng phải làm gì đó đúng không các bạn? Nhưng mà giờ ở nhà cũng buồn chán lắm nên là hôm nay mình sẽ đi kiếm xu để mình gửi xu quay vlog cho các bạn xem nè. Nhưng mà trước khi vào clip thì các bạn hãy thôi khoan, từ từ, chưa có tới cái này. Trước khi vào clip thì các bạn hãy nhớ nhấn like, subscribe, ủng hộ kênh của mình nha. Và các bạn đừng có quên là các bạn nhớ Facebook Nguyễn Diệu Linh. Ok, thì trong tay tôi là một cái món. Món gì thì tí nữa mọi người biết, nhưng mà trước khi bật mí cái món này thì đi kiếm xu cái đàn. Không biết đi đâu, mất tiêu, mất tích từ sáng giờ luôn. Bà đó không biết đi đâu. À, cửa mở là ra đây chắc nè. Biết ngay mà, đi ra đây không gió nữa. Su vậy, đang buồn. Tự nhiên mắt cái giống ôm gì buồn. Sao tự nhiên buồn, qua đây tâm sự nghe chơi vậy. Tự nhiên buồn. Dịch không có gì ăn giặt hết, nó buồn miệng. Trời ơi trời, ăn nữa rồi. Người nào cũng ăn vậy. Ăn nói chung ăn là cái niềm vui của tôi, cái nguồn sống của tôi hả, không ăn sao tôi sống. Bây giờ hả, vậy thôi nhịn đói đi. Tắt ăn đi. Ok, nói chung là thấy gì trên nách tôi không, trên nách nè, trên nách. Trời ơi, trên nách luôn, trên nách. Cái gì vậy, quà sinh nhật hả? Giờ tôi chưa tới. Lao quá à, má ơi, đồ ăn á. Nè, coi thử đi. Trời ơi, bộ kiếp làm chocolate. Đúng rồi, cái này là đang hot TikTok nè. Mọi người làm nhiều lắm, ở nhà rảnh rảnh gì là có làm mới có ăn nha má. Chứ không phải tự nhiên có ăn nha má. Nghĩa là cái bộ này là cái bộ cái nguyên liệu thôi. Mình phải tự đi nấu đi làm mới có ăn. Ủa vậy hả? Ừ. Tự nấu hả? Chứ đâu phải mở ra là có cái này ăn đâu trời. Trời, tự mở ra có ăn liền chứ trời, phải làm. Nó nói là bộ kit làm rồi nè, là phải làm mới có ăn. Rồi đi làm lẹ đi. Thà có đỡ hơn không đúng không? Làm lẹ đi. Ok, giờ mình sẽ đi nấu món. Ủa lộn, mình làm trước con là tẻ cho các bạn. Đúng rồi em. Vô ăn thử ngon không mà thấy hot quá. Two hours later. À giờ làm gì? Giờ đập hộp chứ làm gì? Đập. Tôi đập bài luôn. Là khui hộp đó. À, khui đi. Đây bây giờ mình sẽ khui ra coi trong này nó sẽ có những nguyên liệu gì. Cái bịch, nguyên cái bịch. Nguyên cái bịch. Nói chung là thì tổng kết là trên bàn trong cái bịch trong cái set cái cạnh sô cô la này thì nó sẽ có những cái món như thế này. Thì mình sẽ bắt đầu làm từng công đoạn theo cái giấy hướng dẫn này. Rồi, bước 1. Nó ghi là bước 1, cắt nhỏ các loại hạt và hoa quả sấy. Đó. Và rang lên cho nó nóng rồi nó vàng nhẹ là được. Và cho nó khét luôn là được. Không. Khét là đem dục luôn. Tàu lưu quá. Rồi ok, vậy sô cô la cắt hả? Sẽ bỏ qua một bên. À mình sẽ làm mấy cái hạt trước. Đó, để đi. Hạt bí để một góc thôi. Hạt bí ăn dài. Ăn miếng coi. Đấy, cái hạt này là như phải lột giòn còn lao quá. Ăn được không? Phải ra. Ăn được nè. Ủa vậy hả? Nói. Chỗ người ta làm cái ngồi ăn. Ừ. Hạt này hạt gì không biết, nhưng mà không biết được, có thể tháo vỏ không nè. Có. Ồ. Rồi nhiệm vụ của Xu là ngồi lật vỏ đi, tôi cắt. Trời ơi. Không ăn nha. Có mấy hộp thôi nha, không có ăn nha. À, nếu mà thấy mất một hộp thì mọi người tự hiểu. Mất một hộp là khỏi cho ăn luôn. Thành phẩm là cho nhịn luôn. Thế chỗ cho nhỏ camera ăn nè. Thầm. Mặt nó khác hả? Ý tất cả hạt đều nó cắt hơn. Có đi. Rồi mình cho nó có giống. Đây sẽ là hạt nhiều. À mình sẽ cắt thiệt nhiều. Cắt sao trời? Cứng à. Cắt bằng đôi vậy hả? Đó. Đó. Ủa mà cắt đôi vậy hả? Hử? Cắt sao? Tí mình trang trí mình ớt xuống vậy nè. Giờ tôi đố bạn nha, bạn có thể búng tay một cái mà bà cắt được hết luôn. Có. 2, 3. Ê. Ủa gì kìa? Trời. Trời, bà có năng siêu năng lực của Doberman nữa. Chứ sao? Ghê vậy trời. TikTok nó vậy á. Trời ơi, TikTok biến mình nó cũng ra vậy đó. Trời ơi, xuống làm gì xuống. Vậy bà có cái móc vỏ. Trời ơi, vỏ với hộp bà để vô vậy gần hơi lửa ra nữa. Bà biết cô tắm à? Tôi là cô tắm, còn bà là cô cảm đó. Rửa chắc tới chiều cũng xong. Rồi đây, vô rang, tí lửa vô rang. Bỏ đây hả? Rang. Bỏ đi. Rang, lấy bếp rang. Rang. Lấy bếp đi. Rang hạt đi. Lấy bếp đi. Nè, chảo nè. Cái gì? Mà thiếu cái bếp. Ừ, bếp đâu? Để tôi búng tay cả cái bếp nè. Nghe chưa? Tôi không làm được cho má. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Rồi, đây sắp ra coi. À, thôi bớt thằng xuống đi ha, cắt mình lên đi. Tôi rang đây. Ok. Con đã đủ thét rồi. À, thì cái đi vô bếp là còn quậy không, chứ làm ăn cái gì chứ không mà ăn nấu được nhiêu đâu. Trời ơi, mới nhiêu đó thôi. Đây mình có để dầu không? Tàu lao quá. Mình rang chứ không phải là mình chiên. À, chiên mình có dầu. Nó lửa. Lên. Để nó nhỏ đúng không? Nhỏ thôi, nó khét lẹt.
sẽ bỏ hạt điều mình rang trước. Trời ơi, để ra mình rang được lại đi, mình để riêng ra để tí nữa mình trang trí cho đã. Đâu để tôi thử cắt này coi được không? Ý, nó rụng hết trơn. Rang. À, bếp nó rang rang, có khi nào nó vàng mấy cái này là mình sẽ ok, mình bỏ ra mình rang cái khác. Đi, đây, nè, đây bỏ vô rang chung. Nhưng mà giờ tôi phải lựa vỏ ra nữa nè. Nãy ngu nha, không lấy vỏ. Nè, nãy vô đây rang chung luôn đi cho nhanh đi. Nhưng mà cái vỏ tôi chưa có lựa ra nó thôi. Suy nghĩ định cầu kỳ mà thôi. Đẹp màu quá to. Hey. Đó, vậy là xong. Hey. Trời ơi, con gan nó thét luôn, nó thổi thét con này luôn cả. Nè, cái này là kiwi nha các bạn. Đó, bây giờ tôi cắt nhỏ nữa được. Chúng ta sao cắt? Vậy cắt sao cắt trang trí miễn đẹp. Freestyle nha. Dù sao cũng dù. Ừ, dù sao cũng dù. Mà phải đẹp nha. Ủa, trang trí. Sao nãy kêu ơi, cắt sao được, dù sao cũng vô bụng. Cái xong cái nó cứ làm nói vậy đó. Bà ba phải quá à. À phải quá à. Đó, mình đã rang xong. Hả? Nó chứa thơm nha mọi người. Thơm cái mùi mùi hạt á, mùi hạt rang á. Rồi. Ui, trời nó còn nổ luôn. Tách. Nó tách luôn. Không nghe nghe toàn tiếng nước sôi không à. Nè, bây giờ mình sẽ nấu nước sôi để mà mình nấu xì cu le. Ok, bây giờ mình sẽ sắp xì cu le ra, sắp xì cu le ra đi. Đây, xì cu le màu tím. Wow. Rồi cắt đi. Trời, cái nóng 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 nóng. Nói chung là bây giờ mình sẽ cắt ra hết. Đúng rồi. Thôi, cắt hết đi. Xong rồi mình sẽ đun sôi cách thủy kiểu vậy đó. Để cho nó tan cái chocolate ra đó. Chocolate. Xong cái mình sẽ trộn cái chai vô mình pha màu. Xong, trộn một nửa thôi. Ừ. Một nửa màu trắng, một nửa màu xanh. Ok, là đẹp. Tính ra là mình pha ba cái chocolate. Một cái chocolate trắng, một cái chocolate đen. Chocolate, chocolate gì? Xanh. Ừ, đem nhớ lấy cái chén mà. Người nhắm đủ cái nồi này không? Cái tô cũng đủ nè. Nhìn mình sẽ hấp cách thủy. Hấp cách thủy. Vô. Đụt đụt. Trời ơi. Bỏ ta bỏ nhẹ nhàng thôi. Đó. À, giờ đang xong là mình sẽ cho nó nóng và nó tan chảy. Quậy gì? Quậy gì chưa tan quậy? Quậy đi. Khét hả? Ê, trong thời gian đó tôi cắt cái cục đen nha. Ok. Ủa, tan nhanh lắm nè, tan rồi. Được, tưởng đâu lâu. Lẽ lần đầu tiên làm biết. Trời ơi, nó bắt đầu tan rồi, trời ơi, nhanh ghê. Hey. Hey. Cái này cũng rất là dễ, muốn sắc thờ sắc hả? À, thì lúc đó thì cũng tan hả? Thì nó cũng tan à. Đúng rồi. À, giờ tôi sẽ cho nghe mọi người này. Đây, rồi, đã xong. Nó đều nhau. Hết cục cục cái rồi, ok. Rồi, tắt bếp. Rồi, cho mấy cái này vô luôn. Ok. A few moments later. Rồi, bây giờ tôi sẽ múc cái này ra để tôi chọn màu xanh nha. Ok. Bà thì bà tiếp tục công việc nấu chảy xì cu le ra của bà đi. Tan chảy. Ê, bỏ gì vô thôi nha, cái bột này bột nguyên chất. Dạ hả? Ừ, nó đắng chết luôn. Đắng hả? Thấy không? Cái bột nguyên chất đắng á. Nhưng mà trong này nó mà. Ồ, cái đó nó sẽ điều vị lạ. Thôi, thích bỏ nhiều bỏ đi. Ờ, vậy đi. Đừng tay đây. Giờ bỏ tô nào giờ? Bỏ tô xanh đi. Đâu lộn tô này nè, không tô này nè. À, tô này. Nhìn cho đẹp. Rồi, chọn đi. Ủa đẹp quá ha. Dễ thương ghê luôn á. À, để cái này tôi đổ vô đây luôn. Chồng. Chồng cái đi, bỏ màu trắng. Rồi, bà cho cái bự này vô đi ha. Cho một mắt ra rồi từng tên mà cứ quậy lên. Nó hơi nóng một chút. Ừ. Coi chừng phỏng. Ừ. Hết luôn. Hết luôn. Nè mọi người. Rồi, giờ xu trang trí khuôn trắng trước đi. Yeah, đứa khuôn đây. Đây, một khuôn trắng. Đó, bà muốn trang trí gì đó bà trang trí. Yeah. Một khuôn trắng, một khuôn xanh và một khuôn đen. Rồi, bây giờ tôi sẽ trang trí chiếc khuôn trắng nha mọi người. Rồi, làm đi, tôi làm xong xong này. Bây giờ nè, mình sẽ cắt cái bích. À, cắt một cái lỗ nhỏ ngay đây. Để mình xịt cái kem nó ra. Rồi.
Rồi, ok. Sắp nha. Ơ, nó hơi chàng rồi. Rồi, rồi như đây giữ lại đi. Rồi, giờ tôi sẽ trang trí nè. Đầu tiên, một miếng cam. Ý, em đã nói rồi, để cho cái mặt nó bằng ra xu ơi, xu, xấu quá. Ồ vậy hả? Đây nữa nữa. Đây nữa hả? Trời ơi, chết rồi. Trời ơi, đây lên. Mình phải làm, lấy mũ làm thang bằng cho cái mặt nó đẹp chứ trời. À, trời ơi, thang bằng mặt bằng. Bị diện gì hết trơn. Trời ơi, không có diện gì. Thằng cháu em bé cái gì? Nè, phải gấp cẩn thận vô nha. Này mình làm cái bông gì trong này liền bớt một vài cái gì sao kỳ nhở cái ảo đậu cái trời thôi em chỉ đại đi mà em mình phải đổ cái này vô đây trời ơi cái gì vậy má ơi bà nội này cũng ảo đậu không kém tôi nhiều đâu ha có một tay à không làm được cái bà vậy vậy mà bà làm xuống tay bà ngồi bán anh thử coi nó làm sao rồi nó làm sao vậy đi, không được nó thôi à. Trời ơi, đây mình lấy cái khuôn mà. Ê, chị tôi trang trí xong rồi nè, đẹp ơi. Ok. Rồi. Nhờ sicula đen. Ủa đáng lẽ là phải màu trắng có khuôn thôi hả? Ừ, có nhiêu đây hả? À, rồi dạ bắt cài vô đây. Ở trên đó hả? Tôi kéo cắt coi. Nè, cắt to. Đây đây sẽ là cái vô nghĩa quá à, cái tịch vô nghĩa. Trời tức quá. Cái vô nghĩa đây. Rồi đây mình sẽ là màu xanh. Xanh đây. Cái này dịp nó trái bé lên quá. Cháu rồi, rau má đậu xanh. Đẹp quá ha. Rồi, ok. Rồi, đậm nè. Đậm nè. Đó, xong. Rồi, trời ơi, ghê vậy. Nè, nguyên liệu. Chắc cái đùa. Rồi, giờ đây, màu xanh mà để màu xanh rồi cũng hơi chút bớt. Ờ, nó không thấy luôn á. Để mà hoa cái cũng bự chứ. Trời ơi. Rồi, nhúng vô. Rồi, để tôi nhúng bên đây. Rồi, vậy đi. Vô đi, vô đi em ơi. Nóng không, nóng không? Đâu, đây. Two hours later. Rồi, sau một hồi rút kinh nghiệm thì bà Linh lại có một trời khác. Quá trời heo bà luôn á. Thôi rồi, thôi rồi. Tôi quá chán bà. Mọi người, em thấy thất vọng như vậy. Mình quậy thôi mà chứ không làm được. Quậy nhiều, ăn thì ít à. Thousand years later. Rồi. Trời ơi, đụng xe, đụng xe. Ủa này sao ta? Chắc em nó phải nửa cái hộp luôn vậy. Ok. Thì sau khi một hồi lắc léo làm đụng thì lắc léo được luôn. Thì mình đã có được ba cái này. À, chân nghe chó đẹp đây. Lấy ra thành là 6 cái được luôn á. Ừ đúng rồi. Như bà không xịt hết. Đúng rồi. Đó thì mình sẽ được mấy cái này và mình trang trí tự do rồi. Ăn như thế nào chưa biết. Mình sẽ đi để cho nó nhanh thì mình sẽ bỏ vô tủ lạnh. Đúng rồi. Cho nó nhanh mình đông xíu, tí nó đông xong mình sẽ đem ra mình ăn, mình review cho các bạn xem nha. Ok. Kính chào quý vị đến với chương trình nấu ăn thường ngày của Linh. Muốn ăn không? Ăn. Ăn mà xàm. Ok, thì nãy giờ sau tầm 15-20 phút mình bỏ tủ lạnh thì nó đã đông nhanh hơn. Dạ. Thì bây giờ mình sẽ ăn mà cái này nó hơi chưa thấy, chưa ăn mấy chưa là chưa thấy chưa ăn lại luôn. Ờ, không có gì luôn, không có gì luôn. Tôi mệt. Nè, mọi người cho mọi người coi là nó tràn ra, nó còn ướt nên nó tràn ra nên nó bị hơi xấu, nó không có khuôn. Hai cái này là đẹp nè, đẹp nè, thấy không, tôi làm đẹp nhất mọi người. Ok, thì bây giờ mình sẽ lấy nó ra khỏi khuôn. Khuôn như lấy rất là dễ hay sao? Ờ, nó tắt nha, nó nha. Chỉ cần đẩy lên cái là ra rồi. Rồi lật mặt kia coi coi. Đấy. Wow. Nó đẹp dữ trời. Ê. Trời, cái bịch mà đem đi đâu rồi? Bịch đem ra đem đi cất rồi. Trời ơi má nội, tao để là tao đem bán. Quên ha. Ủa? À, nè. Trời ơi, giấu gì nữa, giấu. Cháu để gì, cháu để. Ủa không ăn cái gì, nhưng bỏ bịch. Em bỏ bịch trước đi. Chiêu cái đó. Bỏ bịch trước đi cho đẹp cái đi. Tự nhiên thích giống như kiểu mình đang ra sản phẩm mình bán vậy mà hiểu không? À. Đúng rồi, mình bóc ra mình ăn. Bóc ra mình ăn. Vậy đi. À, dán rồi. Ra nè. Ồ, đây mà tao dán lại. Đó. Rồi. Bây giờ, nè, giờ giả bộ giống như tôi mới mua tặng mà nha. Ê, mua cái này thì ngon. Thiệt. Dạ, nha. Gọi tôi
được, thơm. Nói chung cũng được. Ừ. Nhưng mà tôi nghĩ cái này nó chua là trắng, nó không có vị đặc trưng, nó không có đặc biệt. Ừ. Ăn thử cái đen và cái xanh đi. Ừ, ngon lắm, ngon lắm. Cũng được. Bình thản. Ê, đi thi mớ này. Hiểu đến baby. À, mới mưa. Mới baby nha mọi người nha. Ăn thử cái xanh này. Trời ơi, còn tền quá thiệt á. Mình bẻ thêm cái lần này nữa nè mọi người. Tiện luôn. Đây, nè, bẻ cái lần nữa nè. Nó có một cái nặng như vậy mình rất là dễ bẻ luôn à. Thấy chưa? Mình cho quay phim cục anh. Nè, quay phim cục. Thơm á. Thơm mát cha hơn. Mát cha cứ này. Mát cha ngon không? Ngon. Nó có vị. Nó có vị mát cha. Mình nghĩ thôi. Người ăn cái tầm 3 đến 5 cục. 3 cục là ngán rồi. Thằng ký cho vậy là cũng nhiều quá. Rồi, hai loại đã xong. Rồi, còn màu đen, xu. Đó, ok. Xu quá. Cái này nữa. Đẹp mà. Đây của bà mà, thành phẩm của bà mà. Ôi, cái màu đen này nó bóng hới luôn. Nó lưỡng luôn. Wow. Trời má, nhìn như đồ giả vậy. Mẹ có mặt thấy ghê. Bẻ ra review coi. À, bẻ nha. Bẻ bên này nha. Nó có làm bẻ dễ ha. Quá dễ luôn, rất là giòn luôn. Đây. Tiếp tục. Tôi xem một góc nhỏ. Kết hợp, sự kết hợp giữa sô cô la và hạt điều. Cái này cũng đậm vị á. Đậm, đậm đà. Trong ba cái này á là tôi thích cái này. Giúp. Tới cái này. Cái này, tại vì cái trắng này nó cái này vị cacao. Ừ. Cacao, sô cô la cacao. Này là matcha. Cái này chắc sữa. Vani. Rồi vani, quên vani. Vani. Ra nói chung là mình ăn buồn buồn cũng được mà làm cũng đẹp mắt nữa. Đúng rồi, vui nữa. Nó đẹp rồi mình ăn gì cũng ngon. Vui trong mùa dịch nữa. Đúng rồi. Yeah. Ở nhà nó làm gì? Đúng rồi, hồi ba bà cái chuyện tôi hoài. Này nè. Chứ mà mọi người ăn không hết mình có thể bỏ tủ lạnh. Thích ăn thì cứ lấy ra ăn thôi. À, còn không có thể làm tặng kệ trước. Tối ăn luôn. Không nha. Đó. Nói chung là Linh Tissue đã làm cho các bạn xem cái món mà gì đó quên rồi. Cái bột chiết làm sô cô la tẻ. Sô cô la tẻ. Đó thì nó ra như vậy và ăn cũng rất là ok mọi người. Các bạn đánh các bạn ở nhà có thể làm và ăn dần dần cho nó đỡ buồn miệng. À ok, và cũng làm rất là dễ luôn. Các bạn có thể thực hiện, nó có nguyên cái nguyên liệu sẵn hết, mình chỉ cần nấu đun lên và y như làm đi hướng dẫn. Đúng rồi. Có đầy đủ hướng dẫn rất là kỹ càng nên mình làm rất là dễ luôn. Và nếu các bạn thích những cái nội dung như thế này thì các bạn hãy nhớ nhấn like, subscribe ủng hộ cho kênh Linh nha. Và các bạn đừng có quên là comment ở phía dưới những cái ý tưởng mà các bạn muốn yêu cầu Linh làm, Linh sẽ bắt đầu làm theo. Okay,